Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của XTMobile Channel. Theo những cái con số mà mình nhận được ở đây, tổng hợp lại từ tất cả những cửa hàng, những chi nhánh của XTMobile, thì gần đây những chiếc iPhone 10R đang có xu hướng là bán được nhiều hơn so với những chiếc iPhone 10. Không giống như trước đây nữa. Trước đây thì mọi người thường là lựa chọn chiếc iPhone 10 để có những cái trải nghiệm nó tốt một tí, trong cái đó tới mức giá tốt hơn chiếc iPhone 10R. Còn bây giờ thì mọi người lại đổ xô đi mua iPhone 10R chứ không phải là iPhone 10 nữa. Vậy thì tại sao, và cũng như là lựa chọn iPhone 10R thay vì lựa chọn iPhone 10 nó có đúng hơn hay không, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ trong video này nhé. Mức giá của những chiếc iPhone 10R hay là iPhone 10 thì các bạn có thể tham khảo tại XTMobile thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Chưa cần nói đến việc là mọi người bây giờ lựa chọn iPhone 10R thay vì lựa chọn iPhone 10 là đúng hay là sai, thì chúng ta cứ phân tích cái lý do chính khiến cho mọi người lại lựa chọn iPhone 10R ở thời điểm này trước. Đấy, có lẽ nó vẫn sẽ đến từ mức giá là chủ yếu mà thôi. Trước đây khi mà iPhone 10R mới ra mắt, hay là sau nửa năm ra mắt, hay là sau gần một năm ra mắt, thì cái chiếc iPhone 10R này nó vẫn nằm ở một phân khúc giá mình thấy là nó khá là cao và nó chênh khá nhiều so với chiếc iPhone 10. Tức là khi mà iPhone 10 nằm ở mức là 15 triệu thì khi đó iPhone 10R nằm ở mức 18 triệu. Khi mà iPhone 10 về 13 triệu thì iPhone 10R về 15 triệu. Và khi iPhone 10 về 12 triệu rưỡi thì iPhone 10R nó vẫn nằm ở mức khoảng tầm là 13 triệu hay là 12 triệu 8. Nhưng còn bây giờ thì iPhone 10R và iPhone 10 đã nằm chung một mức giá, tức là khoảng tầm 11.190.000 thì các bạn có thể lựa chọn iPhone 10 cũng được, mà các bạn lựa chọn iPhone 10R cũng được. Thế nên khi mà vấn đề mức giá nó đã được giải quyết rồi, khi cả hai chiếc máy đã bằng nhau rồi, thì người dùng sẽ cảm thấy chiếc máy nào ok hơn, chiếc máy nào ngon hơn thì họ sẽ chọn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích tới những cái thứ mà lựa chọn iPhone 10R có phải là khôn ngoan hơn là lựa chọn iPhone 10 hay không. Thứ nhất, xét về hiệu năng đi, thì chắc chắn iPhone 10R nó sẽ có hiệu năng ngon hơn hẳn so với iPhone 10. Nhiều bạn sẽ bảo rằng là nếu như để chơi game, iPhone 10 và iPhone 10R sẽ không thấy được sự khác biệt. Nhưng đấy chỉ là các bạn nói mà thôi, chúng ta sẽ thấy được sự khác biệt rất rõ ràng ở đây. Đấy là vấn đề về nhiệt độ. Nếu như các bạn chơi cái tựa game PUBG Mobile trong một khoảng thời gian tầm 10-20 phút đi mà các bạn đeo ốp, thì các bạn sẽ thấy rằng là iPhone 10 sẽ gặp hiện tượng bị quá nhiệt và màn hình sẽ bị giảm độ sáng, và các bạn sẽ không thể nào mà tăng được độ sáng nữa. Dù các bạn có kéo nó lên max thì cái độ sáng của nó cũng sẽ chỉ nằm ở mức 10-15% độ sáng mà thôi. Trong khi đó thì với iPhone 10R lại không bị gặp hiện tượng này. Chúng ta có thể để được tất cả những setting gần như là giống nhau, có thể hạ về hình ảnh mượt và FPS là cực độ, có thể mở lên được HDR và FPS là cực cao. Thế nhưng mà với cái chiếc iPhone 10R cùng có chip Apple A12 Bionic thì các bạn có thể mở tối đa lên được là HDR và FPS là cực độ. Đây đã là cái điểm mà chiếc iPhone 10R nó tạo ra được sự khác biệt ở phần hiệu năng khi mà các bạn chơi game so với iPhone 10 rồi. Thế nên nếu như còn bạn nào bảo là không thấy được sự khác biệt khi chơi game thì rõ ràng các bạn đã muốn biện minh cho chiếc iPhone 10 mà thôi. Còn mình thì mình chắc chắn rằng các bạn sẽ thấy được sự khác biệt rất rõ rệt khi mà các bạn chơi game, đặc biệt đấy là phần nhiệt độ. Cái thứ hai, đấy là với iPhone 10R thì cái chiếc máy này nó cũng sẽ mang lại cho các bạn một số những cải tiến ở phần camera. Các bạn sẽ có những bức hình chụp ngược sáng đẹp hơn với sự hỗ trợ của HDR thông minh. Đây là cái tính năng mà trên chiếc iPhone 10 hoàn toàn là không có. Hay là với chiếc iPhone 10R thì các bạn cũng sẽ có khả năng đấy là chỉnh được độ mờ hậu cảnh sau khi mà các bạn chụp hình xóa phông, hoặc là trước khi chụp hình xóa phông cũng được. Các bạn chỉ cần bấm vào chữ F ở bên trên góc màn hình, sau đó thì các bạn có thể chỉnh được cái độ mờ hậu cảnh một cách rất dễ dàng. iPhone 10 không có cái tính năng này, và chắc chắn bạn nào là tín đồ của những bức ảnh sống ảo, tín đồ của những bức ảnh kiểu chụp hình tin xóa phông thì các bạn sẽ cực kỳ thích nó. Chỉ có điều đấy là với iPhone 10R thì chúng ta sẽ chỉ có một cảm biến mà thôi, sẽ không có cảm biến tele. Và nếu như các bạn không quá quan tâm đến vấn đề là tele lên để có thể là nhìn rõ được cái cảnh ở phía xa xa kia, hoặc là các bạn chỉ cần một cái camera có thể bao quát được cái khung cảnh mà bạn đang nhìn và cũng như là nó có chất lượng tốt, thì iPhone 10R rõ ràng là nó quá đủ ổn. Khi mà mình sử dụng iPhone 11 Pro Max thì mình cũng sẽ chỉ dùng duy nhất hai cam, đấy là cam thường và cam siêu rộng mà thôi. Rất ít khi mình dùng đến cam tele, và cũng có thể nói rằng là gần như là mình không đụng đến cam tele. Thì đây cũng là một trong những cái mà có lẽ người dùng nào mà cần chiếc máy ảnh nó cơ bản một tí, mà nó nhiều tính năng một tí, nó đáp ứng cho người ta được những thứ về sống ảo, về chụp xóa phông đẹp, là có thể lựa chọn iPhone 10R. Cái thứ ba, đấy là với iPhone 10R thì chắc chắn về cái thời lượng sử dụng pin của nó cũng sẽ tốt hơn rất nhiều so với iPhone 10. Tính về cái độ chai pin thôi thì do iPhone 10R là một chiếc máy ra sau cái chiếc iPhone 10 tận 1 năm, thế nên về cái độ chai pin của những chiếc iPhone 10R nó cũng sẽ ít hơn. Và cái thứ hai đấy là do iPhone 10R nó chỉ sở hữu màn hình là HD+ và cũng như quả pin của nó thì cũng to hơn một tí so với quả pin của iPhone 10, nên nó sẽ mang lại cho bạn khoảng thời gian sử dụng pin là ấn tượng hơn. Và trong trải nghiệm thực tế thì mình cũng đã thấy rồi, iPhone 10R nó cho mình một khoảng on screen tốt hơn iPhone 10 lên tới 1,5 tiếng. Chắc chắn là ngon hơn. Và trên cả hai máy này thì cũng đều hỗ trợ chúng ta sạc nhanh tối đa là 15W. Thế nên chẳng có lý do gì phải suy nghĩ ở phần pin này cả. iPhone 10R mặc quất nếu như bạn cần thời lượng pin tốt. Thế nhưng nó sẽ có một thứ mà khiến cho nhiều người phải đắn đo suy nghĩ như mình vừa mới nói xong. Đấy là ở phần màn hình. Thì chiếc iPhone 10R nó sẽ chỉ có màn hình là HD+ so với màn hình là Full HD+ trên chiếc iPhone 10. Nên là nếu như bạn nào mà cần có một cái trải nghiệm nó thật là mịn màng, và nếu như các bạn có một con mắt gọi là nó hơi kính hiển vi một tí, thường xuyên soi vào màn hình để xem là màn hình có dỗ hay không, thì các bạn sẽ lựa chọn iPhone 10. Còn nếu như các bạn chỉ cần một cái màn hình đủ tốt, có một cái trải nghiệm nó tương đồng với những chiếc iPhone 7, iPhone 8 hay iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, thì iPhone 10R rõ ràng nó cũng sẽ không làm các bạn thất vọng ở cái khoản màn hình này. Dẫu biết rằng là soi vào thì cũng thấy dỗ, nhưng nếu như các bạn sử dụng bình thường, chỉ cầm như thế này hoặc là xem video, thì cái khoản dỗ đấy nó cũng sẽ không phải là một cái để cho các bạn phải đắn đo suy nghĩ, để đánh đổi những cái thứ khác không ngon trên cái chiếc iPhone 10. Thế thôi. Và theo mình thì lựa chọn iPhone 10R ở thời điểm này là hợp lý, là đúng đắn và không hề sai lầm một tí nào cả. Xin tí nữa thì mình dùng cái câu không hề một tí nào cả. Và các bạn thấy sao về cái vấn đề là iPhone 10R hiện nay đang bán tốt hơn so với iPhone 10? Theo các bạn thì điều đó có đúng hay không, hay là các bạn cho rằng mình đang bốc phét và các bạn bảo rằng iPhone 10 ngon hơn? Xin comment. Đây là ý kiến, sự lựa chọn cá nhân các bạn phía bên dưới phần luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.